Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 7. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an trình bày báo cáo về nội dung của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ, Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Việc xây dựng các văn bản luật nhằm tạo cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn qua 5 năm thi hành, giải quyết các bất cập vướng mắc của pháp luật về cảnh vệ, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi. Luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp ra đời góp phần hoàn thiện các cơ chế chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh. Ngày 20 tháng 8, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức chương trình ký kết phối hợp hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, giai đoạn 2023-2025. Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể chương trình ký kết gồm củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 10 hợp tác xã, 66 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm ổn định cho 240 thành viên lao động nữ trong hợp tác xã và trên 1.250 lao động nữ trong tổ hợp tác. 100% nữ quản lý của hợp tác xã, tổ hợp tác được đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong hợp tác xã, hội viên phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, tư vấn hỗ trợ thành lập mới một hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, trên 50% lao động hợp tác xã là nữ, tạo việc làm mới cho 30 lao động nữ. Chương trình ký kết phối hợp hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý nhằm phát huy vai trò của phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và tạo việc làm cho lao động nữ, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thành viên, người lao động trong hợp tác xã. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Châu Phú vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Năm 2024, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của huyện Châu Phú tiếp tục có sự đổi mới và đạt kết quả cao. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện đồng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung hình thức phong phú đa dạng, công tác khám tuyển thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Các địa phương làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Kết quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của huyện Châu Phú đạt 100% chỉ tiêu giao. Năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Châu Phú tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghiêm túc công tác khám tuyển sức khỏe công dân ngay tại cơ sở, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú tặng giấy khen cho 9 tập thể, 18 cá nhân và 3 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.